Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, website hungyentv.vn. Chiều nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại tỉnh Hưng Yên. Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm 2022, chúc cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hưng Yên đón một năm mới sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023 được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác bảo đảm an ninh trật tự. Vì vậy, tỉnh Hưng Yên cần tập trung quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phát triển kinh tế xã hội, đổi mới, chủ động, sáng tạo, đưa ra các giải pháp trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tiễn địa phương. Trước mắt, tập trung làm tốt công tác bảo đảm các điều kiện để nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã trao 40 tỷ đồng hỗ trợ xây 500 nhà đại đoàn kết, tặng 500 suất quà Tết cho đại diện gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hưng Yên. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, ngày 10 tháng 1, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm tặng quà người có công, đảng viên 75 tuổi Đảng, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tại nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà hai gia đình người có công, cán bộ, đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng trên địa bàn thành phố Hưng Yên, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng, trao tặng quà và gần 5,8 tấn gạo cho các hộ nghèo thành phố Hưng Yên, 52 tấn gạo cho các hộ nghèo huyện Ân Thi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh, người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Thiên Sơn, huyện Phù Cừ và công ty cổ phần Tiên Hưng. Trong không khí hân hoan, đầm ấm, chuẩn bị chào đón mùa xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc an vui, đầm ấm. Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã trao tặng quà người có công với cách mạng, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Lâm, trao quà tặng ông Vũ Văn Điệp, thương binh xã Lương Tài và bà Nguyễn Thị Lục, vợ liệt sĩ xã Việt Hưng, 10 suất quà tặng hộ nghèo, 15 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Lâm, trao gần 12 tấn gạo cho 1.175 hộ nghèo. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, động viên các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, hạnh phúc. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác nội vụ, cải cách hành chính và thi đua khen thưởng năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2022, ngành nội vụ đã hoàn thành hơn 6.000 nhiệm vụ ở trên lĩnh vực công tác, tham mưu với tỉnh giải quyết gần 11.700 văn bản đề nghị, ban hành trên 3.400 văn bản quản lý nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật. Công tác cải cách hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được tỉnh chú trọng triển khai, tạo thuận lợi cho việc quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị và phục vụ nhu cầu giao dịch hành chính của người dân, tổ chức nhanh chóng, chính xác, thuận lợi. Qua các phong trào thi đua đã có trên 5,5 nghìn lượt tập thể, cá nhân đã được cấp tỉnh, huyện biểu dương, khen thưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi trên tất cả các ngành, lĩnh vực, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên khóa 19, năm 2022, toàn tỉnh thành lập mới được 20 tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đầu năm 2022, 11 cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy được giao chỉ tiêu đến năm 2025, mỗi cấp ủy thành lập được ít nhất 5 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, ngay trong năm 2022, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh thành lập được 5 chi bộ trong doanh nghiệp, sớm hoàn thành chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Trong năm cũng kết nạp được 97 đảng viên là lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Sau thành lập chi bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp có sự tăng trưởng cao hơn so với năm trước. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản xin không tiếp nhận 73.900 liều vaccine AstraZeneca vì số lượng được phân bổ như trên là rất khó khả thi và dễ dẫn đến tồn đọng, gây lãng phí số vaccine được cấp. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, đến ngày 4 tháng 1, số người trên 18 tuổi đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản đạt 97,7%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 62,8%, mũi 3. Tỷ lệ tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại 1 đạt 99,6%, mũi 4, nhắc lại lần 2 đạt 96,2%. Quảng Nam cũng đã đăng ký 3.144 liều vaccine để tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023. Trong quá trình triển khai tiêm vaccine mũi nhắc lại lần 1 và nhắc lại lần 2,
Quảng Nam gặp rất nhiều khó khăn do nhận hơn 1 triệu liều vaccine Verocell nên có gần 500.000 người, khoảng 46% đã tiêm bổ sung vaccine phòng COVID-19. Bộ Công Thương đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về yêu cầu thiết kế, lắp đặt, vận hành đối với trụ thiết bị sạc điện cho xe điện. Ở Việt Nam, qua thu thập số liệu cho thấy số lượng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý đối với xe điện, trạm sạc điện vẫn còn hạn chế, thiếu các quy định quản lý nhà nước về yêu cầu kỹ thuật thiết kế, lắp đặt, vận hành và đo lường đối với trạm sạc điện. Do đó, việc đề xuất bổ sung quản lý đo lường đối với trụ thiết bị sạc điện là rất cần thiết nhằm thống nhất chung các yêu cầu quản lý nhà nước về kỹ thuật đo lường đối với trụ thiết bị sạc điện phù hợp hài hòa với quy định yêu cầu kỹ thuật đo lường trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng nhu cầu của nhà sản xuất, nhập khẩu và bảo vệ người tiêu dùng. Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện kiểm tra cửa hàng quần áo của đối tượng Dương Văn Cao, sinh năm 1997 và vợ là Hằng ở phường Ninh Khánh, cùng một số đối tượng đang có hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại di động, SIM điện thoại và SIM data 128 cùng nhiều vật dụng là thẻ bùa, giấy chứng nhận công đức, vật phẩm phong thủy, tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận với thủ đoạn mua data, danh sách thông tin khách hàng và phôi SIM không còn giá trị sử dụng, các đối tượng đã giả danh nhân viên nhà mạng gọi điện thoại tư vấn lừa bán các SIM không còn sử dụng hoặc giả cô đồng chào bán các vật phẩm phong thủy giá trị thấp được cúng bùa chú cho những người nhẹ dạ cả tin với giá trị cao hòng chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với gần 59.300 bị hại ở 40 tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 14 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra lệnh khởi tố đối tượng Chu Thúy Nga, sinh năm 1966, trú tại xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Cuối năm 2020, Nga biết hai người làm việc tại công ty Hải Thịnh là Trịnh Kế Đồng ở tỉnh Hưng Yên và Đỗ Thanh Tùng ở thành phố Hà Nội có nhu cầu tìm nguồn hàng găng tay y tế nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam với số lượng lớn nên Nga tự giới thiệu mình có thể nhập khẩu mặt hàng trên. Đồng và Tùng đã thỏa thuận thống nhất với Nga về việc mua 12 tấn găng tay y tế với giá 390 triệu đồng trên tấn, đặt cọc tổng số tiền trên 3,1 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Nga không nhập hàng như đã thỏa thuận, sử dụng số tiền trên để chi trả các khoản nợ tiền đặt cọc hợp đồng của các đối tác từ thời gian trước, đồng thời sử dụng chi tiêu cá nhân. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Cơ quan biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu EU cho biết, 8 năm qua, trái đất đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Báo cáo hàng năm của cơ quan này cho thấy Pakistan và miền Bắc Ấn Độ đã trải qua một đợt nắng nóng như thiêu đốt vào mùa xuân kéo dài 2 tháng với nhiệt độ luôn ở mức trên 40 độ C. Tại châu Âu, các nước như Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Italia cũng đã lập kỷ lục mới về nhiệt độ trung bình trong năm 2022 trong bối cảnh toàn bộ châu lục trải qua năm nóng kỷ lục thứ hai. Hiện thế giới đang hướng tới mức tăng nhiệt nguy hiểm là 2,8 độ C so với mức tăng 1,5 độ C theo thỏa thuận Paris năm 2015 về chống biến đổi khí hậu. Chính phủ Anh đang chuẩn bị ban hành lệnh cấm đồ nhựa dùng một lần, bao gồm đĩa nhựa, dao dĩa, cốc để cứu môi trường, bảo vệ hàng nghìn loài sinh vật. Bức tượng rác thải nhựa cao khoảng 12 mét do một tổ chức phi lợi nhuận ở Bangladesh lên ý tưởng và triển khai thực hiện. Các tình nguyện viên đã mất 7 ngày và sử dụng 20 bao lớn rác thu nhặt từ bãi biển để làm nên bức tượng. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ giúp người dân và du khách nhận thức rõ hơn về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang ngày càng nghiêm trọng trên trái đất, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường. Bức tượng sẽ được đặt tại bãi biển cho đến tháng 2 trước khi được tháo dỡ và tái chế. Rác thải nhựa xuất hiện trên trái đất ngày càng nhiều và chúng đang biến thành con quái vật tàn phá hành tinh xanh. Đây là thông điệp mà bức tượng rác thải nhựa khổng lồ nặng khoảng 8 tấn này mang đến cho người dân và du khách tại bãi biển ở phía đông nam Bangladesh. Theo lệnh cấm chuẩn bị được ban hành, các cơ sở sản xuất, các cửa hàng bán đồ nhựa sử dụng một lần như bát đĩa nhựa, dao, dĩa sẽ bị coi là bất hợp pháp. Mỗi năm quốc gia này sử dụng khoảng 1,1 tỷ chiếc đĩa dùng một lần và 4,2 tỷ mặt hàng dao, nhựa, ly, cốc, trong số đó chỉ có khoảng 10% được tái chế. Theo các chuyên gia môi trường Anh, một chiếc dĩa nhựa có thể mất tới 200 năm để phân hủy và đây là tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất cho các đại dương trên thế giới, đe dọa sự sống của hàng nghìn loài sinh vật. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.